Ngay sau đây xin mời hai bạn hãy lựa chọn con số dành cho mình. Còn 1, 3, 4, 5, các bạn lựa đi. Lúc này bạn số 3 mình để bạn ấy ra về mất rồi. Hay là bây giờ mình lại chọn số 3? Hay là chọn số 3? Là một sự tri ân. À, tri ân hả? Mình phải sửa cái sai của mình. Các bạn lựa chọn số? Số 3. 3. Số 3. Dạ. Và bây giờ sẽ là từ khóa nằm ẩn sau con số 3. Xin mời. Hát giọng nam và nữ. Wow, một khả năng đặc biệt. Cha cha cha. Còn 5 vị trí 1, 2, 4, 5 và 6. Ai là người có khả năng hát cả giọng nam lẫn giọng nữ? Nên là nếu mà hát được giọng cả nam lẫn nữ là chứng tỏ bạn này cũng phải có khả năng thanh nhạc. Nghĩa là cũng phải được đào tạo trường lớp. Cũng có thể là anh số 6. Nếu mà theo như chị Lê Lộc nói là về cái ít hầu to thì có thể là... Nhưng mà nãy em nói là nếu mà to thì là giọng trầm đúng không? Trầm hả? Yeah. Thì hát giọng nữ có được không? Khó. Là cũng hơi khó. Nhìn anh cũng có vẻ hơi cứng cáp so với lại cái kiểu mà có thể hát được giọng nam giọng nữ. Theo anh nghĩ nha, cái phong thái nha, thì anh nhìn ở đây người số 4 là cái phong thái hát nhất nha. Kiểu là hơi hơi giống opera rồi. Đúng. Cũng có thể đấy, em thấy cũng có rất thể. Là thanh nhạc đó. Hát được cả giọng nam giọng nữ, như vậy là nói chuyện họ cũng có thể nói được giọng nam và giọng nữ. Thì nãy giờ mình giao lưu nghe sơ sơ rồi, giọng của ai mềm mỏng, có khả năng biến tấu thành nữ nhất? Nếu mà thế thì em lại hơi hơi thiên hướng về phía hai anh bên này. Đấy. Anh số 1 thì giọng kiểu lưu loát, hơi hơi biến đổi nhiều. Anh số 2 thì mềm mỏng đó. Ừ, số 2 cũng vậy luôn. Hồi nãy anh Tính có nói bạn số 4 là đang khả nghi nhất. Em cũng lại đang nghi ngờ bạn ấy luôn. Tại vì hồi nãy cái lời giới thiệu của bạn ấy á rất là ngắn gọn. Quá ngắn. Ờ. Giấu nghề. Giấu cái giọng đi. Đúng. Thật ra những người mà hát á, mà hát khỏe đó nha. Dạ. Yeah. Người ta dụng từ giống như dày cơm lắm á. Chứ yeah. Nhìn không có mỏng manh đâu. Khi mà hát cao hoặc là cái lực á, cái bản ngực này nè, bùng dữ lắm. Anh Tính giọng rất là dày, thấy dày cơm không? Đúng, đúng. Thấu xỉa nên ta đang nói bản ngực vậy. Anh thử một đoạn cho mấy bạn tin là gì. Thử coi, trời, Tính hát vừa rồi hay lắm mà. Thế gian cùng tuế nguyệt. Thấy cái bụng không? Bụng rung rinh luôn. Ghê không? Dân hát mà. Em phân vân số 1, số 4. Tại vì một người thì có cái khả năng nhìn có vẻ là sẽ hát được. Còn một người thì lại có cái thần thái, có thể biểu diễn được ra hai kiểu. Đó. Nhưng mà nếu mà trong hai bạn em chọn, chị chọn bạn số 4 nha. Thần thái nhiều hơn. Đúng. Thần thái. Giờ sao, các bạn có sử dụng quyền ưu tiên không ạ? Có, em sử dụng quyền ưu tiên hỏi số 4. Rồi, hỏi nhanh đáp nhanh. Dạ. Các bạn sẽ có 1 phút là giao lưu với là nhân vật số 4. Các bạn không được quyền hỏi những câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp của anh ấy, hay là khả năng đặc biệt, hay là dính dáng đến từ khóa là hát được giọng nam và giọng nữ. Dạ. Và bây giờ 60 giây để giao lưu với số 4 bắt đầu. Bạn tên gì, bạn tên gì? Xin lỗi, tôi không trả lời câu hỏi này. Bạn đã từng tham gia cuộc thi nào chưa? Thi gì cũng được, thi học kỳ cũng được. Xin lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi này. Cái giọng này là hay nhà, giọng này hay nhà. Quê quán, hỏi quê quán, nhà cửa đâu, số giấy, số nhà. Bạn ở đâu? Thành phố Bắc Giang ạ. Bắc Giang, Bắc Giang. Giang nữa là khu vực quê Bắc. Được ha. Bạn có người yêu chưa? Mình... Ôi, có vợ luôn này, có vợ thật nè. Thần tượng, hỏi thần tượng. Thần tượng của anh là ai? Bản thân mình. Bản thân mình luôn, quá dữ thiệt. Khó vậy. Căng quá. Anh có thích ca hát không? Hết giờ. Đã hết 60 giây, chúng ta đã có được một vài thông tin. Đầu tiên là chất giọng của anh ấy. Thứ hai là quê quán. Thứ ba là cái tư duy về bản thân. Con thấy cái chất giọng rất nhẹ nhàng. Đúng rồi. Nè mấy bạn nhìn đi, nhìn từ trên xuống dưới. Tại sao anh mặc đồ đó mà anh lại mang đôi giày bốt? Đôi này là phải đi diễn là mới có này. Anh đang muốn trình diễn cho mình coi cái gì đó. Đúng. MC ít khi nào mang bốt lắm. Ban bình luận hãy đưa ra phần tư vấn cuối cùng của mình dành cho người chơi đi. Tin chị đi, cái này chị thấy trong mơ rồi cưng. thấy lâu rồi, giờ nó mới xuất hiện nè. Xuất hiện tuần này hay tuần sau? Chị nằm mơ, chị thấy rõ ràng, chị thấy số 4 mà trong cái giác quan thứ 6 lãnh 10 triệu. 4 thứ 6, 10 triệu. 4 6 là 10 triệu. 10 triệu. Đúng người, nhưng có liệu đúng thời điểm hay không? Đúng nào, rồi. Các bạn, họ tư vấn các bạn nên lựa chọn số 4. Chốt đáp án bằng cách bấm chuông đi. Thế rồi em cũng cuồng chân này, em cũng cuồng chân. Cuồng quá hay số 4 vậy? Mắt em tật. Hey, số 4. Nào, xin mời. 4. Số 4 đó chính là lời chốt đáp án của hai bạn Lục Huy và Hải Nam. Xin mời giác quan thứ 6 hãy tiết lộ kết quả. Yeah! 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 Yeah!
chúc mừng các bạn. Như vậy là các bạn có niềm vui đầu tiên là rắn trúng. Niềm vui thứ hai nó sẽ bự hay là xương xương nhỏ nhỏ ở đây thì thuộc vào số tiền thưởng nằm ẩn đằng sau con số 3. Nào, số 3 ơi, hiện ra số tiền thưởng như nào. Trời ơi, 25 triệu, không biết tính được. 25 triệu, một con số tiền thưởng cao tuyệt đối trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy chào đón sự xuất hiện của anh chàng số 4 có khả năng hát giọng nam và giọng nữ. Xin mời. Một lần nữa, xin mời bạn hãy giới thiệu đôi nét về mình. Xin chào tất cả mọi người, xin chào hai bạn và xin chào chị, xin chào anh. Em tên là Trần Tùng Anh, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là ca sĩ. Và sở trường của bạn là dòng nhạc nào? Sở trường của Tùng Anh là dòng nhạc opera thính phòng của quê hương đất nước. Ủa bạn ơi, bạn biết mình hát được cả giọng nam và giọng nữ lâu chưa? Để mà hát được giọng nam và nữ thì của Tùng Anh thì từ rất là lâu rồi, từ nhỏ cơ. Và bây giờ xin mời hai người chơi Lục Huy và Hải Nam hãy lựa chọn một trong ba con số còn lại, 1, 4 và 5. Điều bí ẩn nào đang nằm sau ba con số này đây? Thì mình tri ân, mình lấy số 4 đi. Tiếp đi. Mình cảm ơn. Số 4, hãy lộ diện từ khóa trước tiên nào. Đây sẽ là gì đây? Mô hình siêu nhỏ. Mô hình siêu nhỏ có thể là sưu tầm, lắp ráp, hay là thi công, hay là sản xuất. Em thì em đang hướng thẳng con mắt vào anh số 6. Vì với một cái mái tóc bồng bềnh theo cái phong cách kiểu rất là truyện tranh á, với đôi mắt cận như vậy thì khả năng cao là có thể thích những cái mô hình. Tại vì những cái nhân vật truyện tranh thì thường kiểu đa dạng ấy, tóc tai nhiều kiểu khác nhau, nên là khả năng cao là em đoán là anh số 6. Các bạn đang xét về thị giá là về con mắt, nhưng mà để có được cái thói quen vừa sưu tập mà vừa tạo ra những mô hình siêu nhỏ là phải có đôi tay rất khéo léo. Trên sân khấu chúng ta đang có được hai nhân vật số 1 và số 2 tự tin khoe tay nè. Không, em thấy là vô diện là khoe tay nhất. Đúng. Này đó, 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 khoe này. Khéo léo mà đeo bằng tay vô sao, đeo bao tay thấy rõ ta. Anh số 6 anh cũng đang giấu tay mình. Đúng. Nhiều khi giấu tay là giấu nghề đấy anh. Đúng, đúng, đó, đúng. Khó chỗ đấy. Nào, ban bình luận ơi, cho tôi lời tư vấn đi ạ. Dòng này thì anh tư vấn số 6. Số 6. Thứ nhất là cũng giấu giấu tay rồi các kiểu ha. Còn chị thì chị là nghĩ số 2. Em cần cái giấc mơ của chị cơ. Khúc này em mơ chưa? Khúc này chưa mơ tới. Hay là bây giờ chị ngủ thử đi. Ngủ một giấc đi xong rồi. Chị ngủ rồi. Số sao mới ra được. Số sao mới ra, lúc đó tụi em đã quá trễ rồi. Rồi các bạn, mình chọn ngôi sao may mắn đi. Dạ vâng. Mà em chọn ngôi sao may mắn. Với lời chốt, đáp án là em thì em thiên về số 6. Anh cũng thiên số 6 như hơn. Chọn đi, chốt đi. Chốt nha. Chốt đi. Số 6 nha. Số mấy? Số 6 nha. 6 nha. Chốt bấm chuông. Chốt số 6. Và sự lựa chọn của họ đó chính là số 6 với ngôi sao may mắn. Và bây giờ sẽ là phần tiết lộ kết quả. Xin mời. Số 5. Ok. Trời ơi, không có buồn. Trời ơi, chất quốc luôn, từ ban bình luận cho tới người chơi. Trời ơi, em khoan, em cho anh nói trước đi. Lúc đầu em nói với anh tính là em chọn số 5. Cái anh tính cãi em, anh tính nói là trời em, cái người mà giấu tay giấu mặt là phải người làm trong nghệ thuật mới giấu tụi mình được. Ừ. Trời ơi. Số 4 là bao nhiêu tiền đây? Họ đã mất bao nhiêu tiền rồi? Xin mời. 1 triệu. Một triệu đi, 1 triệu đi. Và bây giờ xin mời vô diện. Bước lên đây nào. Đối diện nhau nào. Hãy cho tôi thấy được gương mặt của anh đi. Anh vô diện. Wow. Trời ơi, thấy chưa? Mặt cũng sáng sủa lắm. Vậy mà anh chọn vô diện chi. Anh ơi, anh giới thiệu đôi nét về mình đi ạ. Mình tên là Trần Giang Nam. Mình là thiết kế đồ họa, nghề chính của mình. Còn nghề sở thích của mình là mô hình siêu nhỏ, hay gọi là người ta gọi là mini art. Tại sao anh có sở thích này? Việt Nam mình là ít người chơi cái lĩnh vực này. Có người thì là chơi về mô hình bằng cm, là làm những mô hình về những cái mái nhà tranh nhỏ, hay là những cái gì mà nó về thôn quê. Còn mình là chọn mô hình, cái size của nó là cỡ khoảng là micromet khối. Micromet. Đúng rồi. Và còn trên thế giới thì người ta sẽ có người chọn là nanomet khối, nghĩa là nó sẽ nhỏ hơn micromet khối, và lúc đó là phải nhìn qua kính hiển vi. Thì mình sẽ chọn mức trung bình là micromet khối.
và sử dụng bằng mắt thường để mình chơi cái lĩnh vực này. Một cái sản phẩm hoàn thành của anh đó thì nó bự cỡ nào anh? À, nó trung bình là khoảng cỡ khoảng 7mm khối. Trung bình 7mm khối. Anh xíu nhỏ ra mềm là nó vậy ha anh? Đúng cỡ rồi, nhỏ hơn 1cm khối. Nhỏ hơn 1cm khối nữa, nhỏ xíu vậy nè. Ôi. Ngày hôm nay đến với phim trường của Giác quan thứ 6 thì không biết là anh có mang theo những sản phẩm, những cái siêu phẩm của mình để mọi người cùng chiêm ngưỡng không? Tất nhiên là có, mình sẽ đem đến và cho tất cả mọi người và các bạn cùng thưởng lãm. Dạ, xin mời mọi người cùng thưởng thức. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là bộ sưu tập những mô hình siêu nhỏ đến từ đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân Giang Nam. Ngay sau đây chúng tôi sẽ mời ban bình luận cũng như là người chơi đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên bước lên đây để tận mắt chứng kiến những cái siêu phẩm cực kỳ nhỏ với tỷ lệ thật ấn tượng. Rồi hai bạn qua đây, hai bạn qua đây. Thiệt nói mà hơi thở qua nhẹ nhẹ để không nó đổ bể hay nó bay mất. Sao anh có thể làm được mấy cái đầu diêm thành hình mấy con giáp này được hả anh? À, cái con đó là con nguyên khối. Rồi mình phải làm mà anh phải lựa. Không, mình phải lựa từng que diêm một mà nó có cái thớ đào chứ không nó sẽ bị rớt ra, nó sẽ anh bị hỏng. Nhìn cái nguyên liệu trước. Một hộp diêm á thì mình sẽ chọn được khoảng 4 đến 5 cây thôi. Wow, là phải cây đẹp đẹp. Đó là cái như là cây gỗ nó phải cứng. Đều. Ủa, anh, 10 hàng giáp. Anh ơi, mấy cái này mình làm bằng cái gì á? Chất liệu anh. À, chất liệu thì mình làm bằng những cái chất liệu xung quanh mình như là mùn cưa hay là những cái vật liệu xung quanh như là vỏ bao thuốc hay là những cái gì mà xung quanh mình á. Dạ. Em khóa chiếc xe đạp thì nó bằng cái gì vậy? Đúng rồi, cái đó là nó bằng mấy cái tụ tụ điện mà biến thế mà của mấy vi mạch á. Cái lõi điện bên trong. Ui, đúng rồi, đúng rồi. Quá trường luôn. Mình làm như vậy lâu không? À, mình làm một cái mà mình làm chưa làm bao giờ thì khoảng mất 3 tháng, còn mình làm quen rồi thì khoảng 3 tuần. Cảm ơn anh rất nhiều. Và nếu như quý vị cảm thấy yêu mến bộ môn này, hãy tìm kiếm đến những trang Facebook cũng như là những cổng thông tin của anh Giang Nam. Cảm ơn anh Giang Nam rất nhiều.